Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Trong ngày qua, cả thế giới đã đổ dồn sự chú ý vào các vụ tấn công liên tiếp tại các căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga. Đến nay, phía Ukraine vẫn chưa có bất kỳ bình luận chính thức nào về nghi vấn nước này đứng sau vụ việc. Nhưng mới đây, các chuyên gia đã đưa ra bằng chứng cho thấy Ukraine dùng UAV thời Liên Xô để tấn công căn cứ không quân Nga trong khi đó, tờ Guardian dẫn lời một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ làm rõ lý do ba căn cứ không quân của Nga là Enzo 2, II, và Kalino trở thành mục tiêu bị tấn công. Giữa lúc căng thẳng leo thang, Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột. Ở phía ngược lại, Ukraine nói Nga sắp cạn kho tên lửa chính xác, ở diễn biến khác, cuộc họp mới nhất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục trở thành sàn đấu tố của Nga và Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine. Một cựu quan chức CIA vừa chỉ ra những tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Các thông tin đáng chú ý khác, gần đây Washington đã nói rằng Bắc Kinh sẽ sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào đầu năm 2035. Đáp trả, Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ căng thẳng hạt nhân. Mỹ và Anh Quốc khởi động quan hệ đối tác năng lượng. Tham vọng thỏa thuận thương mại của Uruguay làm rung chuyển khối Nam Mỹ. Liên Hợp Quốc cảnh báo nhân loại đang trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với môi trường. Sức khỏe của huyền thoại Pele đang dần cải thiện. Không khí Giáng sinh đang ngày càng náo nhiệt trên khắp thế giới, nổi bật là cuộc chạy đua của những ông già Noel tại Đức. Trong khi đó, ông già Noel cũng đang khuấy động không khí mùa lễ hội cuối năm ở Jerusalem. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 7 tháng 12 mở đầu với những cập nhật về tình hình xung đột tại Đông Âu thưa quý vị trong ngày qua cộng đồng quốc tế đã dồn sự chú ý vào những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ liên bang nga mà moscow cáo buộc do ukraine thực hiện tuy đến nay phía ukraine vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin này nhưng mới đây tờ new york times đã cung cấp chi tiết mới đáng chú ý liên quan đến vụ việc cụ thể tờ báo dẫn lời một số chuyên gia cho rằng bên tấn công đã sử dụng máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực có từ thời liên xô cũ các chuyên gia vũ khí cho biết rất có thể chiếc UAV được sử dụng là Tupolev TU-141 Trip. Đây là dòng máy bay không người lái giám sát do Liên Xô phát triển vào những năm 1970 và giờ đây nó đã được quân đội Ukraine tái sử dụng. Máy bay không người lái này có thể bay với tốc độ hơn 960 km h ở độ cao thấp nên rất khó bị phát hiện ra hay bị bắn hạ. Hồi tháng 3 năm nay, một chiếc UAV Strip của Ukraine đã rơi gần Zagreb, thủ đô Croatia, sự cố này đã làm dấy lên lo ngại xung đột ở Đông Âu sẽ tràn qua biên giới Ukraine. Vào thời điểm đó, cả Ukraine và Nga đều phủ nhận việc phóng chiếc máy bay không người lái. Tuy nhiên, các nhà điều hành sau đó kết luận rằng nó được phóng từ Ukraine. Đây chứng minh cho thấy UAV của quân đội Kiev có khả năng bay rất xa khi nó có thể vượt qua được không phận Romania và Hungary trước khi rơi ở Croatia. Chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, ông Douglas Barrier khẳng định UAV của Kiev có thể bay với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất. Dòng máy bay không người lái này được chế tạo nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trinh sát của Liên Xô trong những năm 1970 và 1980. Theo ông Barrier, hiện không rõ UAV tấn công căn cứ quân sự của Nga có được trang bị bom hay chỉ đơn thuần là đâm vào mục tiêu. Nhưng dù thế nào, rõ ràng Ukraine đang muốn cho người Nga thấy rằng nếu cuộc chiến tiếp diễn thì quân đội Moscow sẽ gặp những tổn thất nặng nề. Tính đến nay, đã có ít nhất 3 căn cứ không quân Nga bị tấn công là Angel 2, Dia Zilevo và Kalino nằm bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Trong khi Nga liên tục cáo buộc Ukraine đứng sau thực hiện, phía chính quyền Kiev vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào nếu ukraine thực sự đứng sau vụ tấn công đây có lẽ là đợt phản công sâu sắc nhất từ trước đến nay nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng trong hoạt động quân sự đặc biệt của điện kremlin và cũng là lần hiếm hoi kiev thực hiện một đợt tấn công đi sâu vào lãnh thổ nga một số ý kiến cho rằng những căn cứ quân sự này đã thực hiện các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine nên việc kiev tấn công vào giống như đòn đánh phủ đầu lên quân đội moscow Tờ The Guardian cho biết căn cứ không quân Angel 2 đã có từ thời Liên Xô là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121 của Nga. Đây cũng là một trong những căn cứ bắn tên lửa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua. Thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Mỹ, ông Robley nói với Guardian rằng dựa trên vị trí của căn cứ không quân, máy bay phản lực của đơn vị này đã đóng một vai trò quan trọng trong các vụ không kích gần đây ở Ukraine. Theo ông Lee, bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev vào căn cứ Angel 2 đều có khả năng làm vỡ kế hoạch hủy hoại cơ sở hạ tầng của Ukraine của quân đội Nga. Hai vụ nổ hôm 5 tháng 12 có thể xem là một cuộc tấn công phủ đầu của Kiev. Cựu Trung úy không quân Nga, ông Gleb Irisov cho biết, Angel 2 là sân bay trọng điểm cho chiến lược phòng không của đất nước. Ông nói nếu Ukraine đã tấn công được căn cứ này, điều đó cho thấy họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong khả năng tiếp cận các căn cứ cách xa chiến trường một căn cứ không quân khác là Diazilevo cách thủ đô Moscow 240 km cũng là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121. Diazilevo cũng là căn cứ cho trung đoàn máy bay chở dầu I-178 duy nhất của Nga chịu trách nhiệm tiếp nhiên liệu trên không cho các lực lượng không quân. Theo ông Robley, việc nhắm vào căn cứ Diazilevo nếu làm hư hại máy bay chở dầu I-178 có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội Moscow. Vấn đề lớn nhất hiện nay là lực lượng không quân Nga không đặt máy bay trong các kho chứa nên rất dễ bị tấn công. Ông Lee nói, rõ ràng là Moscow không chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các căn cứ không quân nằm trên lãnh thổ nước Nga. Cuối cùng, vụ nổ mới nhất diễn ra ở Kalino. Căn cứ này là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 14 và hai phi đội tiêm kích. Trong khi đó, cũng có những báo cáo ghi nhận một vụ tấn công UAV khác nhằm vào kho chứa nhiên liệu Les ở khu vực Brien, chỉ cách biên giới Ukraine 50 km. Cũng liên quan đến các vụ tấn công liên tiếp của các UAV được cho là của Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga trong hai ngày qua. Mới đây, Mỹ, quốc gia dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, vừa nêu quan điểm về vụ việc này. Phát biểu trước báo giới ngày 6 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington không khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, nhà ngoại giao từ chối bình luận ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cuộc tấn công bằng UAV ở Nga được cho là do Ukraine gây ra. Ông Price đồng thời khẳng định rằng mục tiêu của Mỹ là giúp Ukraine lấy lại những vùng lãnh thổ bị mất. Bình luận trên được Washington đưa ra sau khi Moscow báo cáo thêm một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga. Lần này là tại vùng Khert, cách biên giới Ukraine 100 km. Thống đốc Kurt Roman Starovoy chia sẻ trên Telegram rằng vụ tấn công đã khiến kho nhiên liệu của căn cứ không quân Kalino bốc cháy. Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát. Cho đến nay, Mỹ luôn từ chối cung cấp cho Ukraine những vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Giữa lúc xung đột leo thang lên một nước nữa, phía Moscow vừa đưa ra ước tính mới về những tổn thất của Ukraine trong các cuộc giao tranh. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, chỉ tính trong tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 8.000 binh sĩ và một lượng lớn thiết bị quân sự. Bộ trưởng Shoigu hôm 6 tháng 12 cho biết quân đội Nga trong tháng trước đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, qua đó khiến lực lượng của chính quyền Kiev tổn thất hơn 8.300 quân, 5 máy bay, 10 trực thăng, 149 xe tăng và hơn 300 xe chiến đấu bọc thép. Trong báo cáo trước đó hồi tháng 9, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã mất tổng cộng hơn 61.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi con số này ở phía Nga chỉ khoảng 6.000 lính, tức ít hơn 10 lần. Vào thời điểm đó, Kiev đã bác bỏ những số liệu thương vong mà Bộ Quốc phòng Nga cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này tổn thất khoảng 50 quân mỗi ngày, thấp hơn 5 lần so với Nga. Đáng chú ý, hồi tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã đăng tải trên Twitter rằng hơn 100.000 sĩ quan quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột. Tuy nhiên, bài đăng đã biến mất ngay sau đó và được thay thế bằng một phiên bản khác không có các số liệu nêu trên. Thế nhưng, động thái của nữ chủ tịch EC đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ Kiev. Giới chức Ukraine cho rằng đó là thông tin mật và nếu cần công khai, nó phải được quan chức cấp cao nước này công bố. Trong khi đó, phía Kiev cho rằng Nga gần như đã cạn kiệt tên lửa chính xác cao, loại vũ khí đắc lực giúp Moscow phá hủy các hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine trong các đợt tập kích quy mô lớn trong hai tháng qua. Thông tin được CNN đăng tải. Theo người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ông Kirill Budanov, kho tên lửa chính xác của Nga sắp hết. Vị quan chức chỉ ra rằng Moscow có sản xuất tên lửa mới nhưng không đủ cung ứng cho khối lượng khổng lồ mà họ sử dụng trên thực tế nga còn đủ nguồn lực để thực hiện thêm vài đợt không kích quy mô lớn nữa nhưng nếu số tên lửa giảm xuống không sẽ là một điều rất tệ với nga và quân đội của họ nhận thức được vấn đề này ông budanov nhận định cũng theo lãnh đạo tình báo ukraine đến nay iran chưa chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho nga gần đây kiev đã nhiều lần nêu khả năng moscow sẽ tiếp nhận tên lửa từ tehran bất chấp quốc gia trung đông luôn bác bỏ và khẳng định rằng không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột ở đông âu Nga chưa bình luận về thông tin mà lãnh đạo tình báo Ukraine đưa ra. Kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp về vấn đề Ukraine và đây nghiễm nhiên trở thành một sàn đấu tố trực tiếp giữa các đại sứ từ Nga và các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ. Cuộc họp mới đây nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 6 tháng 12 cũng không là ngoại lệ. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Ukraine, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, nói rằng Moscow đã ghi nhận sự quan tâm đáng kể của phần lớn các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về một giải pháp ngoại giao trong vấn đề Ukraine ông nebenzia nêu rõ chúng tôi xem xét điều này rất nghiêm túc và chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng với mục tiêu là giải quyết nguyên nhân gốc rễ buộc moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine mặt khác vị đại sứ nga cáo buộc các nước phương tây không liên quan đến một giải pháp ngoại giao ở ukraine thay vào đó là thúc đẩy viện trợ vũ khí cho kiev điều đó đã khiến chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ông nebenzia nhấn mạnh trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Lisa kati chỉ trích các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine là chứng minh cho thấy rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực sự quan tâm đến đàm phán hay ngoại giao. Tính từ cuối tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp nhiều lần về khủng hoảng Ukraine, nhưng không thể đưa ra bất kỳ hành động cụ thể nào, bởi Nga là một trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết văn kiện mà cơ quan này đưa ra. Với những diễn biến leo thang trong thời gian qua, một số nhận định cho rằng Ukraine đang muốn kéo Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Gần đây, một cựu quan chức của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ đã làm rõ nghi vấn này. Theo ông Finn Grandi, một cựu quan chức CIA, vụ tên lửa rơi khiến hai người chết ở Ba Lan và mới đây nhất là các vụ tấn công căn cứ không quân Nga là một trong những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với các cố vấn nhằm leo thang xung đột. Vào tháng trước, một quả tên lửa được xác định là của Ukraine đã rơi xuống thị trấn biên giới của Ba Lan. Nhưng nhà lãnh đạo Zelensky vẫn phủ nhận và quy trách nhiệm cho Nga cho đến khi Warsaw và Washington bày tỏ sự thất vọng. Hiện Mỹ đang có 40.000 quân đóng ở Ba Lan. Do đó, theo ông Girardi, Nga biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ vượt qua biên giới. Giới chức Ukraine muốn thấy Nga sẽ làm điều gì đó sai lầm và khiêu khích lại khiến Mỹ và NATO phản ứng. Tôi cho rằng đây là những gì mà họ đang tính toán, vị cựu quan chức CIA nhận định. Ngoài ra, ông cũng đặt ra câu hỏi lớn là liệu quân đội Mỹ và chính quyền Tổng thống Biden có được thông báo trước về những vụ việc nêu trên hay không, và nếu biết họ có chấp nhận hay không. Mỹ trước nay luôn khẳng định rằng không phải là một bên trong xung đột ở Ukraine, song cam kết sẽ ủng hộ Ukraine về mọi mặt quân sự lẫn tài chính lâu nhất có thể một số tin tức khác liên quan đến xung đột nga ukraine mới đây một tòa án tại moscow đã ra lệnh bắt giữ hai quan chức cấp cao trong chính phủ ukraine là phó thủ tướng irina vreschak và thứ trưởng ngoại giao imai deha parova với các cáo buộc vi phạm toàn vẹn lãnh thổ liên bang nga AFP dẫn phát biểu của người phát ngôn toàn khu vực Lifotovsky của Moscow hôm 6 tháng 12 nêu rõ, tòa án đã chấp thuận yêu cầu của cơ quan an ninh Liên bang Nga về việc bắt giữ hai quan chức Ukraine. Hồi cuối tháng 9, Moscow đã tuyên bố sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine là Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia vào Liên bang Nga. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Ukraine sau đó vẫn đến thăm những khu vực này. Trong đó, bà Vershak, phó thủ tướng chuyên phụ trách các vấn đề tái sắp nhập lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine đã tới khe sân vào tháng 11. Còn Thứ trưởng Deha Parova kêu gọi quốc tế ủng hộ việc giải phóng bán đảo Crimea nơi Nga tuyên bố sắp nhập hồi năm 2014. Do đó, Nga liệt hai nữ chính trị gia nêu trên vào danh sách truy nã. Phản ứng về động thái của Moscow, Thứ trưởng Deha Parova mỉa mai rằng điều đó chứng tỏ Nga đã thừa nhận hiệu quả công việc của tôi. Ngoài Phó Thủ tướng Vostok và Thứ trưởng Dha Parova, một quan chức cấp cao khác của chính phủ Ukraine là Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng từng vài lần đến thăm các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sắp nhập. Mới nhất là chuyến đi tới thành phố Slovian ở Donetsk vào ngày 6 tháng 12. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Bengrov, miền Tây nước Nga, giáp biên giới Đông Bắc Ukraine vừa thông báo thành lập một lực lượng dân quân tự vệ nhằm bảo vệ an ninh khu vực trong bối cảnh chứng kiến sự gia tăng các mối đe dọa từ bên ngoài, thông tin được CNN đăng tải. Chia sẻ trên Telegram, Thống đốc Bengrov, Ông Vyacheslav Glavkov viết, ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, phần lớn người dân địa phương đã kêu gọi thành lập các đơn vị tự vệ. Vì quan chức này cho biết, đối tượng tham gia lực lượng dân quân này là những người không nhận được lệnh huy động của chính phủ vì lý do sức khỏe hoặc tuổi tác nhưng có kinh nghiệm chiến đấu và mong muốn được góp phần vào nỗ lực bảo vệ đất nước. Sau khi xung đột nổ ra, tỉnh Bengrov đã ghi nhận nhiều vụ nổ liên tiếp mà Moscow quy trách nhiệm cho Ukraine. Gần đây là vụ hỏa hoạn ở kho dầu ở làng Razum 71. Vào thời điểm đó, tỉnh trưởng Vyacheslav Glavkov cho biết nguyên nhân kho dầu cháy là do bị chúng pháo kích. Vì quan chức bày tỏ mối lo ngại về an ninh khu vực dù không có thương vong trong vụ việc này. Chính quyền Kiev chưa bình luận về những vụ việc nêu trên. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, trước tiên là mối quan hệ Washington và Bắc Kinh liên quan đến vấn đề hạt nhân. Mới đây, người phát ngôn quân đội Trung Quốc Đại tá Tan Kefei cho rằng đánh giá mới của Lầu Năm Góc về chiến lược quân sự của Bắc Kinh có những suy đoán vô căn cứ, trong đó bao gồm các kế hoạch phát triển hạt nhân. Ông Kefei khẳng định chính Washington đang làm gia tăng nguy cơ xung đột khi chia sẻ công nghệ hạt nhân với Australia theo ông kiffay quân đội mỹ đã phát triển và tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật thông qua quan hệ đối tác an ninh aukus giữa ba nước mỹ anh australia điều này đang ngày càng trở thành nguồn gốc của căng thẳng hạt nhân vị đại tá nhận định rằng thỏa thuận an ninh của liên minh aukus liên quan đến việc washington chia sẻ công nghệ hạt nhân với australia để quốc gia châu đại dương này sở hữu một hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Ông face khẳng định rằng Trung Quốc sẽ duy trì lập trường dùng vũ khí hạt nhân để phòng thủ. Không giống với Mỹ, Bắc Kinh có chính sách nghiêm ngặt về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công trước. Điều này có nghĩa là Trung Quốc cam kết không dùng đến vũ khí nguyên tử trừ trường hợp đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân khác nhắm vào đất nước. Trước đó, Lầu Năm Góc công bố một báo cáo, trong đó dự đoán đến năm 2035, Bắc Kinh có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân lên 1.500 đầu đạn, từ mức ước tính hiện tại là 400. Đại tá Griffith tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hay tham gia bành trướng, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và sửa chữa những quan niệm sai lầm về Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ và Vương quốc Anh đã nâng cao mối quan hệ đối tác năng lượng giữa hai nước, để từ đó Washington sẽ tăng mức xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sang Anh quốc, đồng thời Washington và London sẽ hợp tác để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, Vương quốc Anh và các nước châu Âu khác đã hợp tác với Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak cho biết, sự hợp tác này sẽ giúp giảm giá năng lượng cho người tiêu dùng Anh quốc và chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng của Nga. Thỏa thuận an ninh năng lượng cũng sẽ nhằm mục đích thúc đẩy hai quốc gia đầu tư vào năng lượng sạch và tăng cao mức hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình ở Anh Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay do những biến động ở châu Âu. Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ, quốc gia này đã trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022 khi nhanh chóng tăng công suất xuất khẩu năng lượng. Anh Quốc cho biết Mỹ đặt mục tiêu xuất khẩu 9 đến 10 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng trong năm tới. Thủ tướng Sunat đã gặp Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng trước. Tại đó, ông Sunat nhấn mạnh vai trò đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ đối với nước Anh, ngay cả khi hai nước vẫn chưa có thỏa thuận thương mại tự do. Hôm qua ngày 6 tháng 12, các nhà lãnh đạo trong khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur đã lên tiếng cho rằng việc Uruguay tìm cách đạt được thỏa thuận thương mại tự do riêng đã làm ảnh hưởng đến toàn khối thương mại của khu vực, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, trong một hội nghị cấp cao diễn ra ở thủ đô Montevideo của Uruguay, các nhà lãnh đạo Mercosur đã gây sức ép lên nước chủ nhà khi quốc gia này có kế hoạch tự thực hiện các thỏa thuận thương mại đơn phương với Trung Quốc và tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez, chỉ trích Uruguay: "Tại sao chúng ta không bắt đầu nghĩ đến điều gì là tốt nhất cho khu vực Nam Mỹ?" Reuters nhận định rằng Uruguay là một trong những nền kinh tế ít phát triển trong khu vực Nam Mỹ. Nhiều năm qua, quốc gia này đã cố gắng ký kết các hiệp định thương mại mà họ cho là có lợi hơn so với việc ký kết cùng khối Mercosur. Tổng thống Uruguay, Luis Lacalle Pou khẳng định: "Uruguay có tham vọng mở cửa với thế giới. Tất nhiên nếu chúng tôi đi với khối Mercosur vẫn rất tốt, việc Uruguay hợp tác với bên ngoài sẽ giúp Nam Mỹ có nhiều sức mạnh đàm phán hơn. Hồi tháng 7, Uruguay đã tham gia đàm phán chính thức về Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc. Động thái này đã bị các thành viên Mercosur chỉ trích. Gần đây, quốc gia Nam Mỹ tiếp tục tiến tới đàm phán gia nhập TPP. Reuters cùng ngày đưa tin 19 xe tăng K2 và 24 khẩu pháo K9 từ Hàn Quốc đã cập bến thành phố cảng Grinia của Ba Lan và chính thức được bàn giao cho lực lượng vũ trang quốc gia Trung Âu. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, số khí tài nêu trên là lô vũ khí đầu tiên mà Hàn Quốc chuyển giao cho Ba Lan theo thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Trong bối cảnh chính quyền Warsaw đẩy mạnh tăng cường quân sự trước những lo ngại liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo thương vụ đã ký kết, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Ba Lan 180 xe tăng K2, một lượng pháo chưa xác định và 48 máy bay chiến đấu FA-50 với tổng trị giá 15 tỷ đô la Mỹ. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã tạo ra những mối lo ngại về an ninh đối với các quốc gia Đông Âu. Trong đó, Ba Lan, một thành viên NATO, đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP và tăng gấp đôi quy mô quân đội nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên lãnh thổ đất nước trong khi đó trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra với tốc độ nhanh môi sinh bị ô nhiễm trầm trọng và nhiều loài động thực vật có nguy cơ biến mất tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng thế giới không còn nhiều thời gian để lãng phí trong hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học vừa khai mạc tại Montreal, Canada, ông Guterres khẳng định nhân loại đang trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với môi trường. Hội nghị sẽ là cơ hội để chúng ta ngăn chặn sự hủy diệt mà chính mình tạo ra. Theo đánh giá triển vọng đất đai toàn cầu năm 2022 của Liên Hợp Quốc, hơn một triệu loài, đặc biệt là côn trùng, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng với tốc độ chưa từng thấy trong 10 triệu năm. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu, Hiện nay giữa các chính phủ có rất nhiều bất đồng trong việc bảo vệ môi trường, nhưng nếu chúng ta không cùng thống nhất bảo vệ thiên nhiên thì chẳng còn gì là quan trọng hơn nữa. Các nhà đàm phán hy vọng rằng hội nghị kéo dài 2 tuần của Liên Hợp Quốc sẽ mang lại một thỏa thuận đảm bảo trái đất có một hệ sinh thái đa dạng các loài động vật và thực vật hơn vào năm 2030, nhưng cách thức và kết quả của quá trình bảo tồn hệ sinh thái còn cần phải được sự nhất trí từ tất cả 196 quốc gia theo công ước của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Thưa quý vị, hồi tuần trước, huyền thoại bóng đá người Brazil Pele đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới lo lắng khi phải nhập viện với tình trạng sưng phù toàn thân. Theo cập nhật mới đây từ bác sĩ, sức khỏe của vua bóng đá đang dần cải thiện. Đội ngũ y tế của Pele hôm 6 tháng 12 thông báo tình trạng của Pele tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp. Các bác sĩ cho biết thêm, ông đang điều trị trong phòng bệnh thường với tình trạng ổn định, tỉnh táo và không có biến chứng. Hôm 29 tháng 11, cựu danh thủ người Brazil nhập viện tại Sao Paulo để đánh giá lại phương pháp hóa trị mà ông đang áp dụng sau cuộc phẫu thuật khối u ruột kết vào tháng 9 năm ngoái. Theo gia đình, Pele bị nhiễm trùng đường hô hấp, một biến chứng hậu Covid-19. Sau khi nhập viện, Pele thường xuyên cập nhật tình hình của bản thân lên mạng xã hội. Gần đây nhất là bài đăng trên Instagram ủng hộ đội tuyển Brazil trước trận đấu gặp Hàn Quốc ở vòng 1-8 World Cup 2022 tại Qatar. Tối hôm qua dạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, Maroc đã có chiến thắng bất ngờ trước Tây Ban Nha trong loạt luân lưu ở lượt trận vòng 1/8 kỳ FIFA World Cup năm nay. Điều này đã mang đến niềm vui đặc biệt cho người dân châu Phi và các quốc gia Ả Rập. Giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, Maroc là đại diện duy nhất của Afcon giành quyền vào vòng tứ kết kỳ World Cup năm nay. Tại các khu phố ở Doha, Qatar, rất đông cổ động viên Maroc cùng khán giả đến từ Châu Phi, khu vực Trung Đông và chủ nhà Qatar đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng, hồ vàng khẩu hiệu Maroc mãi mãi. Hôm nay là một ngày vui của người Ả Rập bởi Maroc đã có chiến thắng lớn. Tôi hy vọng Maroc sẽ vào chung kết nếu như họ cứ chơi quyết tâm như ngày hôm nay. Mọi người cùng hòa vào nhịp trống và nhảy mừng, một bầu không khí ăn mừng náo nhiệt. Chúc mừng Maroc đã giành chiến thắng. Chúng tôi cầu chúc họ sẽ tiếp tục thành công. Hy vọng đội bóng sẽ vào đến trận đấu cuối cùng. Không khí ở Super thật tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người ra đây chung vui cùng chiến thắng của đội bóng. Maroc trở thành quốc gia nói tiếng Ả Rập đầu tiên vào tứ kết kỳ World Cup. Vòng đấu tiếp theo, Hakim Ziyech và các đồng đội sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Đến với những thông tin thú vị bên lề FIFA World Cup Qatar đang diễn ra, cổ động viên Brazil được biết đến là những cổ động viên cuồng nhiệt nhất trên sân đấu World Cup. Người hâm mộ Selecao có nhiều cách thể hiện sự ủng hộ dành cho đội bóng, như những anh chàng mà chúng ta sắp gặp ngay sau đây là bằng cách nhuộm một mái đầu thật ấn tượng. Tiếp cắt tóc khiêm tốn bên ngoài thị trấn Recende của Brazil, những thợ làm tóc cảm thấy tâm đắc, còn khách hàng thì vô cùng hài lòng chiếm ngưỡng kiểu tóc mới một lá cờ Brazil trên đỉnh đầu cho thấy mối liên hệ mật thiết của họ với kỳ FIFA World Cup và tình yêu dành cho đội tuyển Brazil. Đây cũng là một trong những kiểu tóc đang thịnh hành ở tiệm của Washington Rodrigo. Anh thợ cạo 24 tuổi dùng giấy nến, bàn chải và thuốc nhuộm vẽ cờ các đội tuyển quốc gia theo yêu cầu của khách hàng. Họ đến và đưa điện thoại cho tôi xem kiểu tóc mà mình muốn thực hiện. đa phần đều là lá cờ Brazil cùng chiếc cúp vàng World Cup. Những tác phẩm của Rodrigo, kiểu tóc Coty du được lan truyền trên mạng xã hội kể từ khi World Cup diễn ra, khiến rất đông khách hàng tìm đến. Manuel Silva, một trong những khách hàng của Rodrigo, cho biết anh quyết định đến đây khi thấy nhiều người làm kiểu tóc tương tự. Phần cuối chương trình sẽ là những cập nhật về các hoạt động mừng Giáng sinh trên thế giới mới đây hàng trăm ông già noel đã cùng tụ hội về thị trấn michador của đức tham gia một cuộc thi chạy truyền thống được diễn ra hàng năm hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh ngay sau đây với sự rộn ràng và sôi động của sự kiện này Bất kỳ ai mặc áo choàng đỏ, đội mũ đỏ cũng đều có cơ hội tham gia vào đường đua của những ông già Noel tại Missindor, từ trẻ nhỏ đến người lớn hay dù là giới tính nào. Cuộc thi năm nay diễn ra có phần sôi động hơn mọi năm khi sự kiện được trở lại sau một năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Không khí tại đây thật tuyệt, việc chạy cùng với những người mặc trang phục giống nhau đã mang đến cho tôi cảm giác rất thú vị. Theo chính quyền địa phương, sự kiện bắt đầu được tổ chức cách đây 14 năm với ý tưởng ban đầu là cuộc thi chạy dành cho các gia đình nhằm giúp các thành viên gắn kết với nhau. Qua thời gian, quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng và thu hút đông đảo người tham gia. Trong khi đó, tinh thần Giáng sinh tại thành phố Jerusalem, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ sáng sinh hàng năm, đang ngày càng náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của ông già Noel. Vui vẻ cưỡi lạc đà và mang theo túi quà, Isa Kassise đóng vai ông già Noel sẽ bắt đầu chuyến đi của mình từ trên đỉnh núi Ô đối diện với khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố cổ Jerusalem, gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến mọi người từ đất thánh Jerusalem. Jerusalem, địa điểm trong kinh thánh tân ước của Thiên Chúa Giáo, nơi Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh và sống lại, là địa điểm thu hút hàng chục ngàn lượt khách hành hương mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới. Khu thành cổ ngày nay nằm ở vùng tranh chấp với sự hoạt động của các cộng đồng tôn giáo gồm Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Đạo giáo Armenia. Và những hình ảnh đặc sắc về các hoạt động chào mừng giáng sinh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.